Bảo khoe nó kéo rồi nè. Nè nè, dính trước quá, à, dính trước. À, dính cái cha. Rồi. Nhân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Bữa nay ba chị em xuống nhà chị Năm để câu cá. Nhân câu cá trong cái ao này nè. Nhân câu bằng mồi chuối, cho chị Út miếng chuối nè. Đây. Nhung si cuồng tắm chuối luôn kìa. Ôi Nhung à. À trái này là trái chuối cao. Câu mã. Cá ăn dữ lắm. Sao nó bỏ về chị đó? Bỏ không? Bỏ coi. Đây em sẽ lọt cho chị trái chuối khác nha. À câu dính cá nào ăn cá nấy nha. Chưa câu đó. Má. Mình sẽ bứt miếng độc lan nè, bỏ xuống cho cá nó ăn. Có vụ này đó hả? Chị không biết à? Không. Cá trong ao này nó ăn độc lan ăn dữ lắm đó. Vụ nó luôn đó hả? Đây nè, chút này nó nổi bầy bầy đây nè chị ơi. Em thấy cá nó nổi về về đây nè. Chị câu đó đi, em câu bên đây. Tôi hối này. Tôi dục cao cho nó. Vụ nữa hả? Chưa cầm thùng. Chưa cầm thùng sẵn rồi. Tôi bỏ tôi dính trước. Vô bỏ trước, dính trước rồi chút nói. Trước mà. Cái bảo quen nó kéo rồi nè. Nè nè, dính trước quá, à, dính trước. À, dính cá cha. Rồi. Dính cá cha. Cá cha này nó bay cái mùi chuối nữa nè, lại liền chạy. Ý, nó cái lưỡi câu của em, lưỡi câu mới mà nó tà cái mỏ luôn rồi chị. Khói lưỡi câu nó khói chuối rồi. Nó khói chuối rồi. Khoan, nó nhảy, khoan nó nhảy. Từ từ. Vậy là dính cái nào ăn cái nấy đúng không? Dính cái nào ăn cái nấy, em dính cái cha. Chị hả? Em để xuống một cái nó lủm liền á. Hay ha. Cá đâu mà nó đợi hay thiệt trời. Đây. Cá anh em á. Cá anh đẩy xuống rồi cá. Em họ hàng với cá dồ cái gì mà. Tôi nha. Cá ơi chú câu mày đó cá ơi. Tôi không dính cá cha đâu. Dính cá mẹ. Kiếm cá khác à. Cá phi, cá này, cá kia kìa. Nó ăn độc lan đó. Ê, đã ăn độc lan. Bỏ xuống chỗ đó. Cá tai tượng đó. Nó ăn độc lan đó, có chính là nó nghĩ vậy độc lan chim luôn rồi. Cá tai tượng đó. Dính cá cha nữa. Trời ơi, trời lẹ luôn. Trời ơi. Rồi, chú dính cá tai tượng mà bị sảy. Trời ơi. Cái lưỡi câu này. Buồn nha. Dở lên không nổi luôn mấy coi. Chút xíu nữa là xong rồi. Em nói rồi, em họ hàng với nó mà. Bà hàng cái vô đi. Bất thiệt ha. Em nghĩ câu á. Nhiều quá em ăn hết, em nghĩ câu á chị. Nghĩ câu vừa rồi. Để tôi. Đó, nó ngụm ngụm, nó lên tim rồi đó chị. Ê chị gật ngang á chị. Lên tim rồi. Đó, lên tim rồi đó thấy không? Mà nó chưa có lôi mình. Uống cá này. Thôi là xong rồi ha, được rồi. Chạy luôn hay gì vậy? Chạy cái số 1 giờ luôn rồi. Wow, chỗ đó cá nó nổi kìa. Cá tai tượng. Dính cá nãy là ngon rồi. Thôi em lại đây rồi. Em lại đó, em sợ cá cha nguyên bầy quá. Tôi cũng đi dài dài rồi. Chỗ này nó nhát rồi. Tôi đi rồi đó. Ê nhà Trúc ơi. Đó. Nước khúc chuối luôn. Wow, lên tim rồi kìa. Tôi qua đây.
uống cá nãy. Thôi nó dính là mình được rồi, nghỉ được rồi. Tôi lên suốt trước rồi. Ngồi nghiệp với cái con cá ha. Thiệt tình. Chút dính lại nó bự hơn cái đó nữa, tin không? Ê ê, nó gỉ đằng kia kìa. Nó gỉ đột lan kìa. Đó đó. Đột lan là cá tai tượng ăn đó. Ừ. Wow, em sẽ chở vậy đó. Tiêu luôn rồi. Rồi, chìm luôn rồi. Tiêu cộng đột lan luôn. Đây đây. Trời, ra hết miếng chuối luôn. Nhung xin miếng chuối Nhung gớt rồi Nhung ơi. Gớt cái đìa rồi. Dục đọt lan lên nhử cá mới được. Wow, ăn rồi đó nghe. Ăn rồi đó nghe. Ăn chưa? Ăn rồi đó. Ủa? Thủ thế dữ lắm mà. Ăn miếng chuối à. Tuyệt tình. Mà nó mạnh thiệt bời. Mạnh lắm. Thế cái nó kéo của tôi dèo dèo đúng không? Nhớ con cá đã thắt kiện móc nhỏ nhỏ thôi, móc bự quá nó ăn nổi không? Bự lắm đó mà. Nó ăn không còn một miếng nữa. Có cái miệng cá đại tượng nó nhỏ, bự dính cái cha. Nó của mình gị rồi đó nghe. Ừ. Gị đó nghe, cá gì không biết nha. Thủ thế nha. Thủ mới được. À, rồi. Dính cá tai tượng. Thấy không? Thấy không? Em nói nó gịch em mà. Ê, sức lượng hả? Nó mau thiệt, con cá nó mau sức thiệt á. Mau. Cái tôi nó dậy đây em nó dính con cá tai tượng. Để nó nghỉ ăn luôn cái vậy hả? Đó đó đó. Wow, nó mạnh lắm. Cá tai tượng nè, thấy không? Vô xô. Bà còn chút ơi, được rồi. Ờ, miếng chuối xước miếng chuối. Chút ơi, ai ăn dính ai còn dính nào ăn thằng đó nghe, nãy chút vào. Của tôi bự lắm, nó dãy cho bắt teo, nó ruột vô tới bờ chút xíu nè, tôi xong rồi đó. Mà còn ăn không được con cá. Tôi câu bắt con cá bự hơn bà nữa nè, bà tin đi. Nó khôn trời ruột con một là nghỉ luôn trời. Ê, ở đây chứ. Tôi cũng đi vậy. Mệt lo đi. Dao. Ai? Bà cái cha nữa. Bà hứa hẹn với cái cha rồi. Em nói em họ hàng với nó mà. Họ hàng. Quăng càng câu luôn không? Nặng lắm đó, nó gịch nặng lắm đó. Ừ. Em phải kéo ra lẹ, em sợ nó xảy. Mà không ngờ ổng rồi. Ở da. Chỗ này em lên tim mày. Lên tim chưa? Nó lên đó. Lên tim. Phải dịnh gốc dừa lại nữa không? Lâu dưới rồi sao? Nó mạnh thiệt chứ, phải bỏ à. Mạnh lắm. Mạnh lắm á. Không phải nữa đâu. Tôi đi xích xích thằng này chút xíu. Cái chai nó nhỏ nhỏ vậy mà mình câu dính lên liền á. Bắt nó nặng tay luôn, trời nó dãy không còn làm không lại luôn á. Nó kéo dẻo dẻo đúng không? Kéo gịch chứ lắm. Ừ được á. Trời, không nổi con cá nữa coi nè. Thôi rồi, quá bự luôn rồi. Bự luôn rồi.
Bởi vì tôi mới nói là đi và không hẹn trái lại luôn mà. Không hẹn trái lại luôn hả? Ừ. Hẹn trái lại mà. Bây giờ nó hẹn rồi phải không? Dạ hẹn rồi, vậy mình khúc chuối rồi mình chụp cho nó ăn luôn đi. Khoan khoan, nằm im đi, nằm im đi, nằm im. Ủa nó mạnh. Bự lắm mà. Ồ, cái bàn tay em làm không giáp nó luôn. Đúng rồi. Đâu rồi, cái lưỡi ở đâu rồi? Nó nuốt luôn hả? Nuốt luôn rồi kính ơi. Chị Nhữ sao nó người ta nuốt luôn. Vậy đem vô nhà mình luôn đi. Bỏ vô xô, bỏ vô xô. Tới trong luôn rồi. Nuốt lưỡi rồi. À, thành quả có chút từng cá bự. Nó hẹn trở lại đúng không? Đúng rồi. Rồi đi. Rồi. Nó nhảy. Kìa, kìa, bị dính luôn rồi. Dính luôn á, nó nuốt lưỡi luôn. À, hai con. Còn ba con cá cha kia thì thả lại rồi. Lưỡi vô trong luôn. Rồi vô, vô. Đi. Cá hai chị em mình câu được, bây giờ hai chị em mình nấu lẩu. Rồi. Bây giờ hái rau. Tôi hái cái này. Em hái ớt, chị rồi. Hái ngò ôm nha. Rồi. Hái hai thứ lộn xộn đi hen. Đỏ ôm. Trắng đi. Sao cũng được, ít bỏ vô cho nó thơm thơm. Ừ. Mình nhúng ăn cũng ngon đó chị. Ngon lắm á. Rau ngò ôm tía là ăn chị bệnh đó. Ừ. Sao mình có chồng mà nó không sống nè. Ừ. Sao mà ta chồng gì mà nó sống nè. Thấy không? Cục cục được rồi. Ngon quá ha cô. Dạ, ớt này ớt hiểm nè. Ớt này ăn nó nằm. Ăn tới đâu mát tới đó không? Ừ, ớt ăn tới đâu mát tới đó. Thiệt mà. Ăn đi. Thiệt, em đâu nói gì đâu. Em đâu dám nói gì với chị đâu. Ừ. Xong chưa? Xong. Đây. Rồi. Rồi. Mày hái mới đột lan ha. Rồi. Ớt chín quá ha cô ha. Ớt đẹp quá đẹp. Trời. Đây. Đọt lan đủ đủ gì có đầy đủ hết. Mướp luôn. Đây nè, đọt lan nè. Cô hái bên đó đi, tôi hái bên đọt bên này cho. Mình nấu lẩu chua thì mình ăn rau gì cũng được hết. Ừ. Đọt lan, mùng tơi, cải xanh. Đọt lan mùa này tứ mệt. Nắng nha chị ha. Đây sắp tới là nó nắng cho cô coi. Rồi mình cắt lúa rồi, bắt đầu cắt lúa vụ này rồi ha, rồi tới xạ đây vụ sau là bắt đầu mưa. Không mưa. Là rau bắt đầu nó tốt rồi rồi đó. Mưa linh láng tràn đồng hết. Rồi mình hái nhiều đủ ăn rồi chơi vô. Rồi. Đập cổ đâu sao gãy được. Đủ trái thấy ham nha. Ừ. Bên đây nhiều lắm nè chị ơi. Lấy từ gốc lên ngọn luôn á cô Chính. Đủ quá. Chắc bự không à. Ừ. Từ gốc tới ngọn luôn. Bây giờ mình bắt bếp lên mình nấu nước lẩu. Nấu nước lẩu với khóm với cà chua. Mình nấu lẩu chua. Cho mè vô luôn. Để cho nó sôi cái mình lược lấy hộp ra. Coi giờ mình lược mè ra. Cái màu sắc nó đẹp quá ha. Mình nêm gia vị vô luôn. Đường muối với hạt nêm. Này đường hơi nhiều xíu cho nó chua chua ngọt ngọt. Rồi cho khóm vô. Để cho chín sớm chút xíu. Nước tẩu mà nấu vậy được thì mình cho cà chua vô. Đỏ đỏ vàng vàng. Rồi cho quế với ngò gai với ngò ôm luôn. Cho miếng nước mắm vô. Đẹp rồi chả. Đúng da. Cho tỏi phi vô luôn. Tôi bưng rau, tôi thơm rau. Thơm rau bưng rau. Ừ, đó. Ừ. Tôi biết đâu tôi bưng rau nè. Tôi thơm rau không ạ? Thì đúng rồi đó. Rồi lẩu chua Dân nấu xong rồi. Dân mời cô chú anh chị các bạn ăn cùng mấy chị em Dân nha. Mát quá ha. Mát. Mát. Đây chỉ qua đây, qua đây. Đang qua bên đó ngồi.
Đó, bật lửa lên. Ôi, mình ngồi xích xích từ gom đây, mình kéo này quay đi. Mặt bàn bự quá rồi, gấp cho tới. Chưa, chị xích cho em nè. Rồi. Chị Năm xích đây 5, tí nữa. Rồi. Đây, chén của chị đây. Nhum. Mấy đôi đũa đây. Rồi, nước sôi mình cho cá vô. Chị Năm bên đó, chị Năm. À, dạ. Chị bỏ cái đầu. Chớ đi. Tại vì sao không dễ cá nằm ngay bên bả. Mình khôn quá hả? Vậy đó. Rồi dưới gào để chị Út. Dưới gào bên tôi. Em với Nhung ngồi ngay giữa. Rồi. Em chỉ có cá ăn thôi. Rồi. Nè, cái này là độc lan. Cái này là rau nhà mình không? Cây nhà cải xanh này cũng rau xanh nhà luôn. Hồng tây. Hồng tây luôn đi. Chín. Để vô luôn rồi, đi. Rồi, được rồi. Cho nó chín cái đi. Để thôi ngồi thèm, ngồi dưới gió. Chị Năm ngồi trên gió thì dưới gió nó thơm dữ lắm. Chị không nổi luôn nghe chưa? Chua chua cay cay ha. Thử mùi vậy đó. Chín này nó làm chọc tích nữa không mà. Ngồi chín nữa nè. Phải biết nãy tôi ngồi bên kia xong phim của tôi rồi. Câu cá người ta câu 4 con với câu 1 con kìa. Ừ. Ờ, của 2 con mà nó vụn 1 con rồi. Thì tính con 1 con chứ. Sao tính được. Nó vụn sao tính. Vụn là phải bỏ chứ. Là tôi nói nó đi, nó không từ giả tôi luôn trời. Tính vụn ai tính chứ. Cá chút bự thiệt. Tính chứ sao, cái dính cái... Nút lửa luôn. Nút thuốc châm luôn. Lại thiệt. Em họ hàng với cá cha, câu dính cá cha không. Rồi chín rồi chị, ăn rau đỡ trước đi. Mới đầu tiên cô cầm lưỡi câu đi, cô nói ra ngoài dính cá đó không rồi. Thì đó, chín đó hả? Ờ, à, phải rồi. Chính em... nói, chính nói trước mà. Bà, gì hả? Đâu có hỏi hàng đó là bà thấy tôi đâu có nói đâu. Chính nói cho mày trước rồi. Ra ngoài là dính thiệt. Rồi, dân mời cô chú, anh chị, các bạn ăn lẩu. Mời các bạn ăn lẩu, rau, dập cha cá chua chín. Còn phê hả? Vậy, vậy sao vậy? Không, nó chín rồi. Còn phê nữa hả? Ừ. Ngon nha. Ngon ăn thêm miếng nữa đi. Chua chua cay cay ngon đó. Đợi ăn. Này bông hồng này chị. À có bông hồng nè. Đây cho chị bông hồng. Tặng em một bông hồng. Nửa một năm bỏ vô đó. Ừ. Ngon thơm. Thơm. Cái mồm. Mồm đây nè. Bà chơi cái đó không có đây. Giấu rồi. Không được rồi nha. Mà ôm tôi bỏ vô cho nó thơm nước mà. Người ta nó để miên cộng người ta nhúng. Ai biểu người ta không hái nhiều. Gấp luôn, gấp luôn, gấp luôn. Lâu lâu xuống nhà chị Năm lần vô quá. Khóm nó đầm quá chị. Ờ, à, khóm làm hàng gạo không em ha. À, làm giờ bữa khóm nữa mình có hái nấu hành chua luôn. Đâu có đâu mà có. Thì không, ta tính chồng mà. Vậy hả? Chưa chứ hạnh mình cũng có rồi, chanh mình cũng có rồi. Ừ. Một tơi anh em chồng cũng mà. Có rồi luôn hả? Rồi, bún thì nãy giờ quên ăn bún loan rau không? Loan rau không mà ăn bún rồi nha. Cảm ơn công nha. Nãy nhớ đói bụng mà ăn đi. Nãy giờ bưng ra cái hơi ấy, thì nó thơm phức hả? Mình ăn cá đi thôi mà chín này đó. Chín chưa? Chín rồi đó. Chín rồi đó. Ồ, chín ngon rồi chị. Chín mở luôn đó không? Đó. Ừ. Rồi cô gấp ngút luôn đi. Mời các bạn ăn cá lẩu. Cô gấp chép miếng đó đi. Cá tai tượng. Tai tượng. Cá tượng. Rồi. Gấp miếng đó được cô. Tôi ăn à. Ủa sao nó gớt đâu hết rồi chị? Chín ăn. Rồi, dân mời cô chú anh chị và các bạn ăn lẩu cá tai tượng. Cá tai tượng này thường thường nghe chiên xù. Ừ. Rồi, cảm ơn chị. Này chị dâu em dĩ thôi. Vậy con bao nhiêu nữa? Dài nữa, béo, ngon. Ngon lắm. Bỏ vô cái nó ngọt nước nha. Ngọt, bánh dai nữa. Ừ. Cá mặn, thịt nó ngọt. Thịt nó ngọt. Mình khoan hai bó rau nè. Còn rau nhóc kìa. Bây giờ chín cá rồi, giờ tới ăn cá nghỉ. Ăn miếng ớt cho vui chị.
Đang chị cười em nghe chứ. Ê, bà thấy con chính thương tôi cỡ nào không? Nè, thấy không? Đó, chị em tốt người ta là vậy đó. Tôi cũng ăn luôn nè. Nhà em cũng ăn luôn hả? Gấp, gấp gì ăn lấy đi chứ. Cài cài chưa? Cài. Uống trọng nha, đừng ngấy hồn khóc em không có dỗ luôn á. Hết rồi đó. Vậy là nuốt giọng rồi. Không có nhai à. Sao trẻ có nhỏ xíu à? Mà nhỏ nó có nhỏ nghe cho. Vậy là cay rồi. Chị nhai nó dập cái chị nuốt tiêu. Cay rồi nha. Với ớt mẻ cay mà. Ăn cá đi. Chín hết luôn rồi. Còn con trong nhà nữa kìa. Con này xử còn chưa hết. Con có thấy 5 con. Ừ. Mằng 2 con. 3 con thả lại. Tôi có một con cuối cùng. Ừ. Thấy ngon. Ừ, ngon quá. Quá ngon. Cá chốt câu mà. Chốt cái câu. Cá tôi câu là phải ngon nghe ta. Nãy giờ ai câu dính con nào ăn con đó. À, tụi nó tới sau là tôi thấy là tôi hồi hộp rồi đó. Không có con nào hồi hộp. Tính ăn kém mà chính nè. Hồi hộp sợ không có con nào cho nghe. Đúng vậy thôi. Ai giờ gấp cuộc dính đựng con. Ừ, cũng đựng con. Cũng đựng con, ăn ủi. Đúng rồi đó. Thôi là ăn với bà chính rồi đó. Hơi quê quê một chút thôi. Bây giờ nhà ngủ nữa không? Ừ. Sao chị không nói là bị gì hoài có cái tấm quê tao. Mình không mà. Mình không mà quê gì. Ừ. Mình không mà. Mình mà thiếu năm. Nó kỳ quá hả? Mình mà. Cùng tây này không ra phân công phố mà nha. Ừ. Là cái cọng này ăn ngon nè chị. Nó nôn luôn mà. Nó sao? Cái cọng nó giòn giòn, nó bùi, cọng. Nó ngon lắm. Rồi ăn đi cho em, ăn rau đi, ăn rau cho bổ. Ăn rau đi em ơi. Ăn rau chút rồi. Ăn đây. Khóm nhất nè. Nấu con hồi cái nó sắc xuống nước khóm mình nó ra cái nó thơm gì đâu ha. Ừ. Nè chị Năm khóm nè. Nè, đó, muốn khóm cho khóm. Thơm ai khóm. Muốn ăn cà chua cho ăn cà chua. Ai muốn ăn đọt lan cho đọt lan. Không có ăn cải cho ăn cải luôn. Ờ, có đủ hết trơn đó. Video của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.